Thank you.
hồ nước nói vì bà vì nó ấm lúc lên bờ với cái cánh cho khô. Một con vịt để ra hai cái cánh, nó kêu rạp cạp 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 cạp. Gặp hồ nước nói vì bà vì nó ấm lúc lên bờ với cái cánh cho khô. Một con vịt sẽ ra hai tay cánh, nó kêu rạp cạp 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 cạp. Gặp hồ nước nói vì bà vì nó ấm lúc lên bờ với cái cánh cho khô.
chú đến với người vẫn ham ăn với lại ham chơi.